Hôm nay không biết làm cái quái gì thôi, mình đọc lịch sử chơi cho nó đỡ chán. Sáng giờ nói chung là bạch mặt cơm chó nhiều quá giờ mẹ. Đây là một câu chuyện của một cái người lính ở chiến trường thành cổ Quảng Trị kể lại. Nói về chiến trường thành cổ thì chúng ta đều đã biết đây là một trong những cái chiến trường mà ác liệt, và chẳng những ác liệt mà còn rất là khốc liệt. Và theo như các đó là hả cụ binh đó là hả thành cổ kể lại không? Thì ở nơi đây á, quân ta với lại hả quần nhau với lại là hả Mỹ ngụy rất là ác chiến không? Và quân ta cũng là hả thiệt hại ở đây cũng rất là nặng nề. Thì hôm nay có một câu chuyện của người lính già thành cổ là muốn gửi đến mọi người, tiêu đề cảm động câu chuyện chiến tranh của người lính già. Năm 1972, quan thầy Mỹ và lũ ngụy quân Sài Gòn bắt đầu phản động phản công từ sông Mỹ Chánh và từng bước là đẩy lùi quân ta về thị xã Quảng Trị. Chiến trường cần lực lượng là hả bổ sung gấp, và miền Bắc bắt đầu động viên tới sinh viên các trường đại học và công nhân trong các ngành quan trọng vốn được miễn nghĩa vụ quân sự. Các cán bộ khung như bác tôi ra bắt những tân binh vừa được huấn luyện cơ bản để đưa vào chiến trường. Bác tôi kể rằng trong đời sĩ quan của bác, lứa tân binh năm đó là lứa có học vấn cao nhất. Chiến trường cần người gấp nên thời gian huấn luyện tân binh được rút ngắn. Các tân binh trong nhiều trường hợp không được biên chế lại nên họ hành quân vào Nam theo đơn vị của họ khi nhập ngũ. Do đó có những đơn vị toàn sinh viên cùng một trường đại học hoặc cùng một huyện, một xã. Bác tôi nói đó là điều mà cán bộ quân lực thường tránh vì với tỷ lệ thương vong nhiều khi lên tới 40 cho đến 50%. Một trận đánh thì rất nhiều gia đình trong cùng một địa phương sẽ nhận được giấy báo tử cùng một lúc. Thế nhưng năm 1972 mọi điều đều khác, không có thời gian cho tất cả những thứ đó. Năm 1972 là năm mùa hè đổ lửa. Nhắc đến giai đoạn này thì chúng ta đều đã biết rồi. Đây là giai đoạn phải nói là vào cao trào mùa khô, ác liệt nhất. Mỹ ngụy gì đã phản công để mà lấn đất giành dân. Bác tôi nhận tân binh thì ở Sơn Tây, tất cả đều trẻ măng, đa phần là người thành phố và tốt nghiệp cấp 3, và rất nhiều sinh viên là đại học, mỗi người phải mang 40 kg bao gồm quân trang, vũ khí, toàn bộ cơ số đạn chiến đấu và dự trữ. Lệnh trên xuống là trong mọi trường hợp không được bỏ người lại, người nào ốm phải cán mang theo. Lương thực quân trang thì có thể vứt lại nhưng vũ khí và đạn dược thì tuyệt đối không. Người nào không đủ sức mang thì phải san sẻ cho toàn đơn vị. Hầu hết số tân binh đều chưa quen vác nặng đi đường trường. Ngoài ra vì thời gian huấn luyện ngắn, các đơn vị khung ngoài Bắc chỉ kịp huấn luyện cho họ những kiến thức cơ bản nhất. Mọi kinh nghiệm chiến đấu còn lại sẽ được cán bộ khung từ chiến trường ra dạy họ trên đường vào Nam. Chỉ hơn một tuần sau khi rời khỏi Sơn Tây đã khó có khoảng là 10% số tân binh kia phải cán. Đời đó là hả quân ngũ của chúng tôi á, cái món mà hành quân là một trong những cái món mà phải nói là nó gian nan nhất và nó cực khổ nhất. Bởi vì á, không vì vậy mà hả tại sao là quân đội Việt Nam lại có thể là trở nên là thiện chiến nhất, mạnh nhất, không? Tại vì những người lính đều được huấn luyện và rèn có gì rèn thể lực rất là mạnh, trong đó đặc biệt nhất là cái món mà hả hành quân. Và chỉ có những người hả, trải qua quân ngũ mới hiểu được cái cảm giác mà đi hành quân nó như thế nào. Có nhiều người đang giảng là không thể đi được vì toàn bộ là hả bàn chân bị phồng gọp lên, lương thực có thể bỏ lại nhưng súng đạn thì phải mang theo. Điều đó khiến cho sức nặng phải mang của những người còn lại trong đơn vị lên tới là 45 cho đến là 50 kg. Chúng tôi đi hành quân chỉ mang khoảng là có nhiêu đâu, có 30 kg thôi.
đi có nhiều, mới hơn 30 cây số à. Mà ta thấy là ở trên mình nó nặng giống như là mang theo cả trăm ký, hai cái chân thì nhấc nó không lên, giống như là bột đá vậy trong đó. Mỗi chặng dừng chân, tân binh nằm vật ra như ngất, có người gục mặt vào ba lô khóc, có người đờ đẫn phải được xốc nách hai bên mới đứng dậy hành quân tiếp được. Cuối mỗi ngày tân binh dừng chân nhưng không được nghỉ ngay, vì cán bộ khung phải dạy họ những kiến thức tối thiểu để sống sót trên chiến trường. Đối đến hoa mắt, mệt thì đến mê muội, nhiều tân binh gần như không thể nghe được nữa hoặc buồn nổ là phạt khác. Bởi vì mà hiện nay tại sao là ở trong quân ngũ chúng tôi kỷ luật chính là sức mạnh. Tại vì sao? Tại vì quân đội mạnh phải có kỷ luật mạnh. Và để có một người lính trở nên thiện chiến và mạnh nhất thì phải trải qua gì? Tôi luyện, thui rèn mới ra được những cái gì? Những chiến binh là dũng mãnh nhất. Bác tôi kể, các cán bộ khung hầu hết là cán bộ chiến đấu lâu năm, hầu hết trong số họ đều xuất thân từ nông thôn, đã đánh nhiều trận, đã chôn nhiều bè bạn, nên mỗi người trong họ là một kho kinh nghiệm chiến đấu. Điểm yếu của họ là họ không có trình độ văn hóa bằng những người lính mà họ huấn luyện. Những người lính sinh viên được học hành tử tế, có lý luận và thường xuyên vặn vẹo mọi lời của những người lính cũ. Mâu thuẫn nhiều khi không được giải tỏa và chỉ có thể được dập tắt bằng kỷ luật của quân đội. Những người chinh chiến lâu năm mà chưa nằm xuống thì chúng ta cũng đã hiểu là những người này có cái mà kỹ năng là sống sót như thế nào rồi. Có một lần dưới một là chân dốc ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, bác tôi nhìn thấy hai người lính trẻ măng chện chọn mặt đờ đi, mặt sám ngoét, cán một người lính với nước da xanh mét. Người lính nằm trên cán mặt trắng bệch vì sốt nhưng vẫn ôm khư khư chiếc ba lô to tướng. Bác tôi dừng cán lại và lục tung ba lô của người lính được cán. Bác tôi thấy một mớ từ điển Nga Việt phổ thông, thơ Pushkin và các sách văn học khác. Bác quốc không thương tiếc những cuốn sách đó bên vệ đường mòn. Người lính đang nằm, mặt thì trắng bệch, rít lên qua kẽ răng: "Không được quốc sách của tôi, đó là từ điển Nga Việt, tôi là sinh viên, hiểu chưa?" Bác tôi nhìn người lính và trả lời: "Thì sao? Bạn anh không cán được những thứ này vào tới chiến trường, hiểu chưa?" Người bệnh binh thì ứa nước mắt, quay mặt về phía khác và nói đủ để bác tôi nghe rõ: "Đồ đồ ít học, đồ vô văn hóa." Bác tôi sững lại nhìn người lính rồi đưa cho anh ta cuốn từ điển Nga Việt. Bác nói một câu bằng tiếng Nga. Người lính ớ ra, nhìn bác không hiểu. Bác tôi nói lại bằng tiếng Việt: "Mở từ điển ra, đọc cho tao 10 từ bất kỳ bằng tiếng Việt, đọc đi." Người lính đọc 10 từ và bác tôi đọc 10 từ tiếng Nga tương ứng. Đọc xong, bác tôi cầm cuốn từ điển quăng mạnh ra xa và nói: "Nếu muốn tra từ điển tiếng Nga thì mày có thể hỏi tao. Còn từ giờ đến khi á mà vào đến chiến trường thì cố mà học được cách để chiến đấu." Những người lính sinh viên nhiều khi có ác cảm với các cán bộ nói giọng miền Trung như bác tôi vì cho rằng họ ít học và giáo điều. Các tân binh không biết rằng bác tôi từng học ở Nga và là giảng viên đại học Bách Khoa trước khi nhập ngũ. Bác tôi nói, những người lính cựu có trong người phản xạ sinh tồn, đôi khi chỉ cần nghe tiếng nổ đầu nòng của M79 là họ đã lăn tròn khỏi chỗ đứng là cả mét. Những người lính mới không có phản xạ đó và nhiều khi vì không nghe, những người lính là ở nông dân quê cận, những tân binh phải trả giá bằng máu cho mỗi bài học. Bác tôi kể rằng nhiều người lính đã coi thường việc học tháo lắp và lao súng. Họ đôi khi cho rằng việc nhắm mắt tháo lắp súng chỉ là một cái mánh khóe mà đám cán bộ cựu binh thiếu lý lệnh đem ra lòe họ. Và chỉ sau này khi được lôi lên sau mỗi trận bom vùi trong thành cổ và đối phó với những trận xung phong của bộ binh, sau đó họ mới hiểu mỗi một giây trong việc tháo, lao và lắp khẩu AK từ bộ phận khác của các khẩu súng bị vùi lấp và rẫy nát quyết định sinh mạng của họ. Đâu đó trên đất Hà Tĩnh, bác tôi phải xử lý một trường hợp khác. Anh lính này người Hà Nội, to cao, dân ngoài đê sông Hồng,
nên tính ngang tàng. Mỗi khi tập ném lựu đạn, anh không nằm ép sát xuống mép công sự mà thường nhô cả người lên ném. Anh ném xa nhất đơn vị và mỗi khi bị cán bộ nhắc nhở, anh chỉ cười khinh khỉnh và vẫn làm như cũ. Bác tôi nghe vậy liền cầm một cái roi tre cật ngồi ngay bên mép công sự và hô ném. Anh tân binh lại hùng hổ nhô cả người lên ném và quất bác tôi quật thẳng vào mặt anh. Người lính mắt lông lên sòng sọc nhìn bác tôi. AR-15 bắn cực nhanh. Nếu đây là chiến trường thì cả mặt anh đã nát rồi, bác tôi nói. Người lính không lặp lại chuyện đó nữa. Sau này khi đã vào thành cổ, khi chốt của người lính đó hy sinh hết, còn lại một mình nghe tiếng thủy quân lục chiến đang lội qua hào ngoài bờ thành, lựu đạn hết. Người lính đó đã nhô mình ra khỏi tường thành, bắn nguyên cả một băng trung liên xuống hào. Đạn từ dưới bắn lên, anh gục trên bờ thành nhưng chốt không mất. Khi đơn vị bắt tôi tới, lôi anh xuống hầm, cả ngực anh bị băm nát nhưng đôi mắt vẫn long lên và cơn hấp hối. Khi ở Quảng Bình, trước khi vượt giới tuyến, đơn vị bắt tôi trú trong nhà dân, vừa được nghỉ là bộ đội, nằm vật ra khắp nhà ngủ như chết. Bác tôi đi tuần một vòng rồi về căn nhà mình trú tạm. Bộ đội thì nằm la liệt dưới sàn, nấy như sấm. Trên chiếc bàn uống nước, một đôi trai gái đang quấn ghiếc lấy nhau rất tự nhiên. Quần áo súng trường K44 của dân quân đặt trên chiếc ghế cạnh bàn. Bác tôi quay ra ngồi ngoài đầu hè, bật radio khe khẽ. Bỏ già chủ nhà ngồi nghe ké. Bác tôi hỏi, con gái bỏ lấy chồng rồi không ở riêng sao? Bỏ trả lời, đâu có, nó là còn con gái. Bác tôi chỉ vào phòng phía trong nhà, lính của tôi đang ở trong đó với con gái bọ. Bọ trả lời, không, thằng người yêu nó. Bác tôi ngạc nhiên, sách bọ sao dễ tính vậy? Bọ bình thản, ở đây sống chết từng giờ, chúng nó yêu nhau thì kệ chúng nó, tính chi chuyện đó. Bác tôi thở dài và nhìn lên là bầu trời đầy sao. Năm đó bác tôi 35 tuổi. 35 tuổi, nhưng những người lính 17, 18 đã gọi bác tôi là bố. Khi vào đến sông Thạch Hãn, đơn vị bác tôi mất 20% quân số. Vượt sông vào thành cổ, chỉ sau một tuần, quân số chỉ còn lại cũng chừng đó. Theo số liệu chính thức của quân đội sau này, mỗi ngày đêm quân ta mất một đại đội trong thành cổ. Để chúng ta thấy được rằng chiến trường thành cổ nó ác liệt đến cỡ nào. Vào thì 10, nhưng mà ra chỉ còn là 2-3 người. Bác tôi kể, cuộc chiến trong thành cổ cũng có những quy luật của nó. Cuộc sống của thành cổ phụ thuộc toàn bộ vào bến vượt bên bờ sông Thạch Hãn. Cứ đêm đến là có một dòng chảy thương binh từ thành cổ ra bờ phía Bắc và một dòng chảy tiếp viện và súng đạn ngược lại vào Nam. Công binh đã kéo những sợi cáp ngầm dưới mặt nước để đội bộ đội bám vào khi vượt sông. Khó tọa độ, căng thường xuyên trên khu vực đó và có nhiều tân binh chưa từng bắn một phát súng đã hy sinh ngay khi chưa đặt chân được lên bờ. Vào ban ngày thì thủy quân lục chiến đánh dọc hai bên bờ sông để cắt bến vượt khỏi thành cổ. Có ngày nguy cấp bên ta chỉ còn giữ được 50 mét bờ sông. Cứ đêm xuống là các đơn vị trong thành cổ lại phản kích đánh bật thủy quân lục chiến ra để giành lại một đoạn bờ sông chừng 500 mét. Sáng ra mọi việc thì nó lại lặp lại như cũ. Bác tôi nói ở thành cổ đôi khi các bên chỉ cách nhau một tầm ném lựu đạn ném. Vì vị trí quá gần nên khi đêm xuống pháo binh của quân đội Sài Gòn Mỹ không thể sử dụng, nhưng cũng vì vị trí quá gần nên khả năng giữ bí mật trước khi phản kích là hầu như không thể. Đơn vị bác tôi thường xuyên được sử dụng để tham gia các trận phản kích về đêm. Chỉ có trận đánh trong đêm đầu tiên là đẫm máu. Vì địa hình hẹp, bắn xong không kịp lắp băng đạn nên đơn vị bác tôi đã lấp lê trước khi xung phong. Và nói chung thì ai đã ở trong quân đội sẽ biết là sự khác nhau của lưỡi lê của súng trường K44 Mosin-Nagant và lê của AK. Lê của súng K44 thường có là 4 cạnh. Khi đâm,
sẽ xuyên thấu người và chỉ để lại một cái vết máu nhỏ như cái đồng xu. Nhưng cái lưỡi lê AK khi đâm vào người và xoay như thế này sẽ để lại một cái vết phá rất là lớn. Ngày hôm sau khi tái chiếm lại trận địa, binh lính bên kia nhìn thấy kết quả của trận sáp lá cà đêm trước và đêm xuống. Khi tiếng hô của đơn vị bác tôi truyền dọc chiến hào lấp lê, họ bắn hoài loạt đạn rồi rút. Và sự việc cứ diễn ra như vậy về đêm, như có một cái thỏa thuận ngầm. Đơn vị bác tôi hô vang lấp lê và đợi vài phút, sau đó bên kia sẽ bắn đổ đạn một hồi rồi rời khỏi trận địa, sáng ra pháo lại dội và họ lại tái chiếm chỗ cũ. Chắc nhiều người đang thắc mắc cái chuyện này. Thật ra trận chiến ở tại thành cổ á, lính bị Sài Gòn lúc nào cũng phải đi lên trước để gì để đánh, còn lính Mỹ á núp ở tốt phía ngoài sau. Và chuyện này là chính là gì, chính là các là cụ binh là bị Sài Gòn kể đấy, là tụi Mỹ núp toàn phía sau mà lùa lính Mỹ đi lên phía trước đánh để chi hứng đạn cho nó. Cho nên nó là mấy tao lính Mỹ cay, mày lùa tao lên để cho gì tụi tao chết hai cho mày đâu có dễ vậy. Mấy tao lính Mỹ mò sang là chỗ mấy ông là lính thành cổ là thỏa thuận chúng tôi không có bắn tấn công vào chỗ mấy ông, tôi bắn ghê ghê đó, đợi khi nào mà chúng tôi đi xa, cách xa có khoảng chừng 100 mét á, lính Mỹ nó chà ra thì mấy ông xử tụi nó. Đấy, ban ngày mấy ông chiếm vị trí đó rồi hết, ban đêm thì ông chiếm, thì ban ngày tới tôi chiếm lại rồi xong tụi tôi sẽ lùa lính Mỹ lên cho mấy ông thịt. Đó là một trong những cái bởi vì ta nói đó là một trong những cái điều mà chính là lính Ngụy bóp giấy là đồng minh Mỹ đó. Bác tôi là một trong những người cuối cùng rút ra khỏi thành cổ, bơi vượt sông Thạch Hãn về lại bờ Bắc. Đơn vị bác tôi còn lại 40 người khi vượt sông, trong số đó chỉ có 16 người là lặn lặn. Trong danh sách quân lực của trung đoàn bác tôi, quân số gấp 7 lần khi mới vào trận. Bác tôi kể, người chỉ huy già của bác tôi sau này hòa bình khi gặp đám tân binh còn lại của hồi đó lần nào cũng khóc. Ngày ấy chúng mày chết nhiều quá, có quán bố không? Khi tôi kể cho bác nghe về một câu chuyện trên báo Thanh Niên, trong đó người liệt sĩ đêm trước khi hy sinh đã viết cho vợ chưa cưới chỉ dẫn gõ nơi anh sẽ nằm xuống để sau này hòa bình lập lại mà tìm. Bài báo viết rằng đó là một dự cảm huyền bí kỳ lạ của người nằm xuống. Bác tôi cười miếu máu, con ơi có gì lạ đâu, chỗ đó là bến đáp của thành cổ, hết lớp này đến lớp khác hy sinh nơi đó, có gì lạ đâu. Bác tôi không thích bài Đường ra trận mùa này đẹp lắm của Phạm Tiến Dịch. Bác bảo nhà thơ có cách nhìn của họ, bác là người lính, những con đường ra trận của bác thấy toàn máu, kiệt lực, mồ hôi và nước mắt. Điều khác biệt là dù như thế nào chúng ta vẫn cứ đi vì không có con đường nào khác. Bác cũng từ chối khi tôi muốn mua tặng bác một cuốn nhật ký nổi tiếng của một người lính trẻ tuổi 20. Bác tôi từ chối và nói với tôi rằng con ạ, chính bác đã đi trên con đường của cuốn nhật ký đó. Đến giờ bác chỉ tiếc rằng ngày đó bác không rèn được quân nghiêm hơn nữa. Nếu thế chắc bác không phải khóc, ngày ấy chúng mày chết nhiều quá, có oán bố không? Bác tôi thẫn thờ nhìn dãy núi Trường Sơn xa xa và nói, ông Phạm Tiến Dực là nhà thơ, viết là vũ khí của ông ấy. Tuổi lính sinh viên của bác cũng thế, lãng mạn và nhiều hoài bão, nhưng bác là một người lính. Bác chỉ tiếc là ngày đó giá như mình nghiêm hơn nữa, ác hơn nữa, nếu thế chắc nhiều đứa giờ này còn sống. Đọc một cái cuốn một cái bài viết nhật ký của một cái là qua lời kể của một cựu binh thành cổ để cho chúng ta thấy được rằng cái giá trị của hòa bình độc lập ngày hôm nay nó đổi lại được bằng biết bao nhiêu là máu, là xương của bao nhiêu thế hệ cha ông nó đi trước. Ngày hôm nay chúng ta có trách nhiệm là phải giữ cho được cái độc lập tự do của dân tộc.
Còn những cái kẻ nào đó nhân danh một cái gì đó để làm cái gì, để hòng là hả cho đất nước của chúng ta lâm vào cảnh là chiến tranh loạn lạc, thì những kẻ đó mới chính là những kẻ gì nguy hiểm mà chúng ta cần phải trừng trị chúng. Đó chính là ai? Đó chính là lũ lợn chủ ở trong nước này, những kẻ đang hô hào gào rú cho cái thứ vẻ gấp dân chủ nhân quyền cái gì đó. Đây chính là những con sâu mọt nó muốn lật đổ đất nước, thì nó muốn biến đất nước này đã hoàn toàn giống như ở tại là Syria hay Iraq như thế, thì chúng nó mới bảo rằng như vậy thì mới dân chủ. Ở Việt Nam bây giờ hòa bình quá, độc lập quá, tự do quá thì nó không có dân chủ. Hãy nhìn Libya và Syria đi và Iraq đi, những cái đất nước mà trước khi họ có dân chủ rất giàu có và phát triển, nhưng mà khi dân chủ vào thì nó ban gì cho họ? Là chiến tranh, là đổ nát, là bom đạn, là IS, là khủng bố đấy. Hàng ngày hàng giờ thì ăn cái gì, ăn đạn, ăn bom, sống thì không biết là lúc nào nghe cái đùng cái mình sẽ gì thăng thiên lên trời. Và hiện nay hỏi người dân ở các nước mà đang được là dân chủ và tự do của bố Mỹ chú mày đó, thì người dân ở đó họ cần cái gì biết không? Họ cần chính là hòa bình, độc lập. Hòa bình và độc lập thứ mà ở Việt Nam hiện nay nhiều kẻ đang hưởng rất là sung sướng, nhưng mà chúng nó không muốn. Chúng nó đang nhân danh là muốn đem dân chủ tự do ban gì, ban phát cho người Việt Nam. Chúng nó muốn biến cho Việt Nam là thành cái đống rạch vụn gì rắc thì gây lý bé. Thì như vậy nó mới gì, nó là dân chủ. Vậy thì chúng ta cần phải tát vỡ mõm cái bọn này để cho chúng nó biết nó thích dân chủ. Được rồi, vậy thì người dân chúng ta sẽ cho chúng nó dân chủ. Còn nó muốn dân chủ hơn nữa thì tống cổ tụi nó qua bên bên Mỹ để cho chúng nó biết đấy. Hiện nay đấy, bố Mỹ của chúng nó đó đang cái gì, đang truy tố và bắt giữ gần cả chục ngàn người Mỹ gốc Việt của anh bển đó, đang trục xuất về Việt Nam mà một số rồi đấy. Đấy sao lúc này đó cái đám gì dân biểu gì Mỹ cày gì rồi mà đòi gì đòi là hả, Việt Nam là phải thả thằng mà hả, công dân Mỹ thằng Quy Nguyễn về Việt Nam này là hả, vi phạm pháp luật Việt Nam á, biểu tình gây rối đó. Thì sao đó không mấy thằng dân biểu đó bây giờ đó đã có động thái gì giúp đỡ cho những cái mà công dân người Mỹ gốc Việt đang bị bố Mỹ của chúng mày bắt chưa? Đấy, đang trục xuất đấy. Đấy, bố Mỹ của chúng mày rất tự do và dân chủ đấy. Đấy. Thôi, đến đây cũng đã dừng được rồi. Nghe mùi không? Nhang đây nè, có nghe mùi gì không? Chuột chết.